chàng trai dân tộc Tày tên là Hoàng Cần, mặt mũi khôi ngô, sức khỏe hơn người. Chàng không cam tâm chịu cảnh bất công, đã tập một trai tráng trong vườn, ngày đêm miệt mài tập luyện võ nghệ, chờ thời cơ đến để đánh tan quân giặc. Cảm ơn các nghệ nhân, diễn viên quần chúng huyện Bình Liêu đã mang đến cho chương trình tiết mục